quá chuẩn luôn. Hiện tại trong phân khúc âm ly mini thì chiếc Song 169 này được gọi là đỉnh cao nhất anh em từng thấy luôn. Cả về chất lượng âm thanh cũng như về kiểu dáng thiết kế và tản nhiệt, tức là nói chung là full cấu hình em ạ. Trong tầm giá hơn 300k không đối thủ luôn nhá. Đấy, vỏ nhôm phay này, mặt trước có cổng súp chỉnh riêng này, cổng vào âm thanh này, bật tắt này. Ra ngoài thiết kế lắp trên ô tô nhá, dùng được điện 12 anh em ạ. Và đời này còn được tặng kèm nguồn luôn anh em ạ. Đấy, quá ghê gớm luôn. Tặng cả jack cắm tay, jack cắm điện thoại nhá. Cắm vào cổng trước MVI in này, cắm điện thoại là dùng luôn. Anh em thích option Bluetooth có thêm một option luôn nhá. Ở phía sau thì trang bị cho anh em là một cổng ra súp riêng anh em ạ. Một cổng ra súp riêng và hai cổng ra loa. Điện 12 vào nhá. Đấy, cũng một đầu vào âm thanh nữa. Nói chung dòng này là gọi là đỉnh cao nhất bây giờ rồi, tầm giá hơn 300k không có đối thủ luôn. Anh em lắp đúng kỹ thuật nghe rất đã luôn nhá. Ở đây là đang lắp ở trên dàn là sử dụng đôi Bose 301 anh em ạ. Bose 301 nhá. Kêu nói chung thật ra nó quá hay luôn trong phòng. Phòng của mình khoảng tầm 30m2 nghe tuyệt vời luôn. Anh em cần cái alo nhá, gọi thoải mái hotline nhá hoặc nhắn Zalo thoải mái.